Ta về xuống về tăng bát đà quá tăng bà ra na si văn vì si bà ta nê vì cả đa nhê hà đua ta răng tham ma cha căng bà quá thì tăng hà bà thì quá thì văn sa ma nê na quá râm ma nê na quá đi quê na quá ma rê na quá râm mu na quá kê na thì quá lô ma năng đề hoa năng xa đăng sụ đau xa tùm ma ha ra chi ca đề hoa xa đa ma nua xa về sung cha tùm ma ha ra chi ca năng đề hoa năng xa đăng sụ ta ta quá tin xa đề hoa xa đa ma nua xa về sung ta quá tin xa đa đề hoa năng xa đăng su toa ya ma đề hoa xa đa ma lua xa về sung ya ma năng đề hoa năng xa đăng su toa tu si ta đề hoa xa đa ma lua xa về sung tu si ta năng đề hoa năng xa đăng su toa ni ma na ra ti đề hoa xa đa ma lua xa về sung niệm ma na ra ti năng đề hoa năng sa đằng su ta ba ra niệm mi ta wa sa wa ti đề hoa sa đa ma nu sa về sung ba ra niệm mi ta wa sa wa ti năng đề hoa năng sa đằng su to ram ma ca di ca đề hoa sa đa ma nu sa về sung về yang isi pada ne mi gada ye ya nu tarang dhamma cakang bawa di tang apa tiwa ti yang sama ne na wa ramma ne na wa dewe na wa mare na wa rambu na wa ge na jiwa lo kasmin ti di hane na kane na te na muho te na ya Sambhakambi sambhavethi abhamano ja ularo opa solo ke batura ho siyate kambe wa dewa nang dewa nupawang atako pandawa udanang udane siyanya siwatako kondanyo anya siwatako kondanyo ti dang ayas mato kondanya sa anya kondanyo tuy wana con đã trong sanh làm đây hải
là mối nhiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thâm Má trên cao tốc mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối. Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng. Paris 3 đến 5 giờ chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Còn Thanh Thủy thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2020 Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay: giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya, dịch giả hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng, bài 38, đại kinh toàn cận ái Maha Tanha Sang Khá Giá Xuất Tá, phân đoạn 165 đến 174 sẽ do chư tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thể, thế gian giải. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiện đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bạch thượng tọa Tề Siêu, không biết thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tề Siêu nghe được, xin thỉnh thượng tọa Tề Siêu dẫn nhập. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Tề Siêu có nghe được không? Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học đại kinh về đoạn tận ái, và bài kinh này đúng là đại kinh, tại vì một bài kinh tương đối rất là dài,
chẳng những dài về lượng và riêng phần chi pháp, phần ý nghĩa pháp thì đặc biệt rất là nhiều điều quan trọng mà chúng ta cần phải đi qua. Do vậy trong lúc gửi bài đi có đề nghị với chư tôn đức là chúng ta nên giảng theo từng phân đoạn. Không chắc là chúng ta sẽ giảng bài kinh này xong ở trong 1, 2, 3 hoặc 4 ngày. Chúng ta không có chuyện gì gấp, nhưng mà chúng ta học thật kỹ. Bài kinh thì đặc biệt nói về cái sự chấp sai, hiểu sai của một vị tỳ kheo tên Sati. Mới thuật nghe thì chúng ta nghĩ là đó là một vị tỳ kheo thiếu hiểu về Phật pháp. Nhưng mà khi đọc kỹ bài kinh thì chúng ta thấy rằng ngay cả rất đa số chúng ta ngày nay, nếu không học Phật pháp, không học kỹ thì chúng ta vẫn có cái cố chấp tương tự như vậy. Và cái chấp kiến mà vị tỳ kheo này tuyên bố đó rằng theo cái hiểu của vị tỳ kheo này thì có một cái thức gọi là một linh hồn hay là thức nó trường tồn hằng cửu, nó chuyển từ đời này sang đời khác. Thì thứ vị do vị này chỉ thích nghe những câu chuyện tiền thân và cứ nghĩ rằng tâm thức nó vốn không có thay đổi. Và khi câu chuyện được trình lên Đức Phật gọi vị tỳ kheo đến và Ngài đã dạy về thức sanh khởi như thế nào, do dân nhân do duyên như thế nào, và tại sao thức lại luôn luôn biến dịch thay đổi. Và những gì được dạy trong bài kinh này trở nên rất quan trọng đối với người Phật tử. Ngày nay chúng ta vẫn thường nghe đến hai quan điểm rằng Phật giáo nói rằng có một thứ linh hồn trường cửu, và ngược lại cũng có người nói rằng Phật giáo không chấp nhận có linh hồn. Nhưng mà chúng ta nên định nghĩa Phật giáo không nói đến linh hồn, nhưng Phật giáo nói đến tâm thức. Và tâm thức đó nó tồn tại như thế nào, nó thay đổi như thế nào, do những nhân những duyên nào mà khiến dòng tâm thức thay đổi rất là quan trọng. Bởi vì bài kinh dài và mang nhiều ý nghĩa quan trọng, do vậy chúng ta sẽ không có đọc hết nguyên bài kinh. Quý Phật tử đọc đoạn đầu thôi. Ví dụ như là bây giờ thì hôm nay là Đại Đức Pháp Tính là vị giảng sư, thì xin đề nghị là quý Phật tử đọc hết câu 165 và ngừng lại. Sau đó cùng thỉnh Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Rồi những đoạn tiếp theo 166, 67, 68 vân vân thì Đức Thầy thỉnh Thượng Tọa Thời Siêu. Và nếu Thượng Tọa Pháp Tân và Chư Tăng khác mà có thì giờ và khoan nghỉ thì xin thỉnh quý ngài tiếp theo mỗi vị giảng một đoạn. Và khi một đoạn chấm dứt thì chúng tôi sẽ có một câu thảo luận, và sau câu thảo luận đó chúng ta sẽ đọc và giảng tiếp. Như vậy sẽ đỡ mất thì giờ. Trong trường hợp mà không có nhiều vị giảng sư thì chúng tôi sẽ phụ trách một phần. Bây giờ thì mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần chánh kinh, phần dẫn nhập cũng như câu 165 thôi. Và sau khi đọc xong câu 165 thì xin quý vị Phật tử thỉnh Đại Đức Phật Tích, vị giảng sư của ngày hôm nay, giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của đoạn kinh đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và con xin đọc bài. Hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2020 Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình tuân bộ kinh Maccima Nikaya, dịch giả hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng. Bài ba.
Mabuthaya, con xin đọc tiếp phần chánh văn. Bản dịch tiếng Việt trước kia còn có tên là Ái Tận Đại Kinh. Một tỳ kheo tên là Sati cho rằng theo những gì đã nghe được từ Đức Phật thì có thức hằng chuyển đi từ kiếp này sang kiếp khác, tạo nên dòng sanh tử. Sự việc được trình lên Đức Phật. Bậc đạo sư đã khẳng định cái nhìn thường kiến đó là sai lầm, rồi ngài dạy về dòng hiện hữu và sự kết nối của những hiện tượng do nhân, do duyên, sanh diệt nối nhau. Bài kinh này là một giảng dạy khúc chiết về thường kiến, một thứ kiến chấp sai lạc, giáo lý duyên khởi và hành trình tu chứng y cứ trên sự hiểu biết của căn, cảnh và thức. 165. Tỳ kheo Sati nhận thức sai lạc. Sati là một tỳ kheo không học nhiều về giáo pháp mà chỉ chú tâm nghe và nhớ những câu chuyện tiền thân chắc tất cả. Từ những câu chuyện này, vị tỷ kheo ấy chấp thủ quan điểm thường kiến là có một tự ngã thường hằng. Dưới dạng tâm thức đi kiếp này sang kiếp khác trong luân hồi sinh tử, quan niệm này thật ra cũng rất phổ thông với nhiều Phật tử ngày nay với niềm tin về một linh hồn bất diệt. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sāvatthi xá vệ tại Cetāvana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anak Thaphindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ tỳ kheo tên là Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này giống rủi luân chuyển nhưng không đổi khác. Một số đông tỳ kheo nghe như sau: tỳ kheo Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này giống rủi luân chuyển nhưng không đổi khác. Rồi những tỳ kheo ấy đi đến chỗ tỳ kheo Sati, con của người đánh cá. Con của người đánh cá ở khi đến xong liền nói với tỳ kheo Sati, con của người đánh cá như sau. Này hiền giả Sati, có đúng sự thật chăng hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau? Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dông đuổi luân chuyển nhưng không đổi khác. Thật sự là vậy chư hiền, theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này giống rủi luân chuyển nhưng không đổi khác. Rồi những tỳ kheo ấy muốn tỳ kheo Sati, con của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiến này, liền cật vấn, nạn vấn, lý do thảo luận. Hiền giả Sati, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế không có nói như vậy, hiền giả Sati. Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi, không có duyên thì thức không hiện khởi. Tỳ kheo Sati, con của người đánh cá, dù được các tỳ kheo ấy cật vấn thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu, chấp chặt, nắm chặt tà kiến ấy. Thật sự là vậy, chư hiền. Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dông rủi luân chuyển nhưng không đổi khác. Vì các tỳ kheo ấy không thể làm cho tỳ kheo Sati, con người đánh cá, từ bỏ ác tà kiến ấy, nên các vị ấy đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, những tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Sati,
con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dông ruổi luân chuyển, nhưng không đổi khác. Bạch Thế Tôn, chúng con nghe. Tỳ kheo Sa Tý, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dông ruổi luân chuyển, nhưng không đổi khác. Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đi đến chỗ tỳ kheo Sa Tý, con của người đánh cá ở. Khi đánh xong, liền nói với tỳ kheo Sa Tý, con của người đánh cá. Này hiền giả Sa Tý, có đúng sự thật chăng? Hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau. Theo tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dông ruổi luân chuyển nhưng không đổi khác. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, tỳ kheo Sa Tý, con của người đánh cá nói với chúng con như sau. Thật sự là vậy, chư hiền. Dạ, con tri ân sư. Thật sự là vậy, chư hiền, theo như tôi hiểu thì thức này dông ruổi luân chuyển nhưng không đổi khác. Bạch Thế Tôn, chúng con muốn khiến tỳ kheo Sa Tý, con của Sa Tý từ bỏ ác kiến này, liền cật vấn, nạn vấn, lý do thảo luận. Hiền giả Sa Tý, chớ có nói như vậy, chớ có xuyên tạc như Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy, hiền giả Sa Tý. Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn, nói thức do duyên khởi, không có duyên thì thức không hiện khởi. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Sa Tý, chúng con cật vấn, nạn vấn, lý do thảo luận vẫn nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu, chấp chặt, nắm chặt tà kiến ấy. Thật sự là vậy, theo tôi hiểu Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dông ruổi luân chuyển nhưng không đổi khác. Bạch Thế Tôn, vì chúng con không thể làm cho tỳ kheo Sa Tý bỏ ác tà kiến, từ bỏ ác tà kiến ấy, nên chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Rồi Thế Tôn cho gọi một tỳ kheo khác. Này tỳ kheo, hãy đi đến nhân danh ta gọi tỳ kheo Sa Tý. Hiền giả Sa Tý, bậc đạo sư gọi hiền giả, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỳ kheo ấy vâng lời Thế Tôn đến chỗ tỳ kheo Sa Tý. Sau khi đến, liền nói với tỳ kheo Sa Tý. Hiền giả Sa Tý, bậc đạo sư gọi hiền giả, thưa vâng, hiền giả. Tỳ kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tỳ kheo Sa Tý. Này Sa Tý, có thật chăng ông khởi lên ác tà kiến như sau? Theo như tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dông ruổi luân chuyển nhưng không đổi khác. Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn, theo như con hiểu Pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dông ruổi luân chuyển nhưng không đổi khác. Này Sa Tý, thế nào là thức ấy? Bạch Thế Tôn, chính thức ấy nói cảm thọ, thọ lãnh chỗ này, chỗ kia, kết quả các ông. Này kẻ mê mờ kia, vì ai mà ông lại hiểu Pháp ta thuyết giảng như vậy? Này kẻ mê mờ kia, có phải chăng? Ta đã dùng nhiều pháp môn nói là thức do duyên khởi, không có duyên thì thức không hiện khởi. Và này kẻ mê mờ kia, không những ông xuyên tạc ta vì ông đã tự chấp thủ sai lạc, ông còn tự phá hoại ông và tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ mê mờ kia,
Có như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo, chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo Sa Tý: Có thể khởi lên tia lửa sáng vì có thể khởi lên tia sáng gì trong pháp lực này không? Bạch Thế Tôn: Làm sao có thể có được, nhưng không thể được. Bạch Thế Tôn: Được nói vậy, tỳ kheo Sa Tý im lặng, hổ thẹn, hổ người, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn sau khi biết được tỳ kheo Sa Tý đang im lặng, hổ ngươi, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng, bèn nói với tỳ kheo Sa Tý: Này kẻ mơ mực kia, người ta sẽ biết ông qua ác tà kiến của chính ông. Ở đây ta hỏi các tỳ kheo. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Chư tỳ kheo, các ông có hiểu pháp ta thuyết giảng giống như tỳ kheo Sa Tý không? Không những đã xuyên tạc ta vì ta đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiều tổn thức. Bạch Thế Tôn: Không, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên. Do duyên khởi không có duyên, thức không hiện khởi. Lành thai chư tỳ kheo, lành thai chư tỳ kheo, các ông hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy. Chư tỳ kheo, ta đã dùng nhiều phương pháp, nhiều pháp môn nói thức do duyên, không có duyên, thức không hiện khởi. Nhưng tỳ kheo Sa Tý không những xuyên tạc ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và khổ đau lâu dài cho kẻ mê mờ ấy. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ sư có nghe âm thanh con kính nhân mít đến sư ạ. Cô Quỳnh Khoan Hỷ, xin lỗi quý vị, là đọc cho đoạn tiếp theo, tại vì cái phần khi nãy chúng ta đọc đó chỉ mới là duyên sự của bài kinh thôi. Không biết là cô Thanh Thủy hay cô Nhật Quỳnh, cô Thanh Thủy có thể trở lại đọc cho đoạn tiếp theo không, để được Pháp Tính có cơ sở để mà giảng. Xin mời cô Thanh Thủy. Một trăm sáu mươi sáu, chấp thủ thường kiến là không hiểu rõ về sự hiện khởi của các thức đi chung với căn và cảnh. Quan niệm thường kiến thường dựa trên lập luận về một tâm thức hay linh hồn bất diệt. Theo Phật Pháp thì thức không sanh khởi độc lập mà đi chung với căn và cảnh, mà căn và cảnh thì biến dịch khôn lường. Kinh văn: duyên sanh thức. Này các tỷ kheo, do duyên mà thức sanh, và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên mà mắt và các sắc thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tay và các tiếng thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương thức sanh, và thức ấy có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi và các vị thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên thân và các xúc thức sanh, và thức ấy có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp thức sanh, và các thức ấy có tên là ý thức. Này các tỳ kheo, do duyên nào lửa sanh, và lửa ấy có tên tùy theo duyên ấy. Duyên củi lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa củi. Duyên vỏ gỗ bào lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa vỏ bào. Duyên cỏ lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa cỏ. Duyên phân bò lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa phân bò. Duyên trấu lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa trấu. Duyên đống rác lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa đống rác. Cũng vậy, nay các tỳ kheo, do duyên thức sanh, và thức ấy có tên
tùy theo duyên ấy, theo duyên mắt và các sắc thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. Cho duyên tai và các tiếng thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Cho duyên mũi và các hương thức sanh, và thức ấy có tên là tỷ thức. Cho duyên lưỡi các vị thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Cho duyên thân và các xúc thức sanh, và thức ấy có tên là thân thức. Cho duyên ý và các pháp thức sanh, và thức ấy có tên là ý thức. Những điểm cần nhớ: nếu sự kết hợp này thì rõ ràng căn thay đổi, như người già mắt mờ tay điếc hay cảnh thay đổi. Nhưng hết thảy cảnh này sang cảnh khác thì tâm thức phải thay đổi. Bao rằng dù căn hay cảnh thay đổi, nhưng tâm thức thường hằng là không. Hiểu về xúc hay sự tập hợp của ba yếu tố căn, cảnh và thức. Và chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thần Bà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con xin thành kính lãnh lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đắng, Thượng Tọa Minh Thành, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Tuệ Truy, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Thưa quý vị, Đại Đức Pháp Tính đang gặp trở ngại về kỹ thuật. Chúng tôi xin được tiếp lời. Khi nào Đại Đức Pháp Tính trở lại thì chúng ta sẽ trình Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Khi chúng ta nói chuyện gì thì chúng ta cần phải có cái căn bản của vấn đề. Ở đây Đức Phật này dạy rằng tâm thức tồn tại không có đơn thuần, chỉ có yếu tố của tâm thức, mà tâm thức tồn tại là liên quan đến hai yếu tố khác, chúng ta gọi là căn và cảnh. Như vậy thì nếu căn và cảnh thay đổi thì không thể nói rằng thức không thay đổi. Thí dụ như chúng ta đang ngồi thiền, đang hướng tâm vào hơi thở, nhưng mà rồi có một âm thanh như là tiếng xe cứu hỏa hay là một tiếng nổ chợt hiện lên, thì thưa quý vị, theo pháp đó thì lúc mà chúng ta tập chú vào hơi thở, có thể là chúng ta quan sát, như gọi là xúc giác hay là thân thức hơi thở ra vào. Nhưng mà khi một âm thanh khởi lên thì lúc đó chúng ta sẽ
Đối với chúng ta sanh khởi tâm nhĩ thức để nhận biết âm thanh đó. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nó luôn luôn sanh diệt, hiện khởi và tan biến ở trong vòng tâm thức. Ở trong vòng tâm thức đó có nhiều sát na sanh diệt, nhiều cái chấp tư tưởng sanh diệt khác nhau. Và do vậy, nó tạo nên một cái hiện tượng mà chúng ta gọi là cái khoảng thức, hay là một cái vòng tâm thức năng động, nhận thức nhiều cảnh khác nhau. Dĩ nhiên nói về thức, chúng ta nói về cái gì rất là trừu tượng. Và trong cái trừu tượng đôi khi rất là khó xác định. Nhiều người hiểu tâm thức giống như mình ở trong một căn nhà mà có 6 cái cửa sổ. Có một người ở trong căn nhà đó, cái người đó thường xuyên linh hồn. Khi nào có cái chuyện gì xảy ra ở cửa sổ này thì người này chạy ra cửa sổ này để xem. Chạy ra cửa sổ kia, người chạy cửa sổ kia xem. Nhưng mà đối với Đức Phật Ngài giảng giải thì rất là rõ. Bất cứ một thứ tâm nào thì thưa quý vị, tâm của chúng ta nó đều nương ở căn. Thí dụ tâm nhãn thức thì nương ở mắt, gọi là nhãn căn, và đồng thời nhận biết cảnh sắc. Thì nhãn căn cũng vô thường. Nếu khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta không thấy, nhưng mà khi mình lớn tuổi đó, mình sẽ thấy rằng mắt tai mũi mình nó không có được tinh tế như ngày xưa, tại vì mắt tai mũi lưỡi mình khó oxy, già nua biến đổi. Hay rằng con mắt của chúng ta, tai của chúng ta do uống thuốc hay do ăn uống thì các căn của chúng ta có khi nó bén nhạy, có khi nó không bén nhạy, có khi nó trong sáng không trong sáng, cảnh cũng vậy. Và nếu căn cảnh mà nó luôn luôn thay đổi và thức mà bảo đứng yên thì trong Phật học không chấp nhận việc đó, bởi vì căn và cảnh và thức thường đi chung với nhau. Thế Đại Đức Pháp Tính vào rồi, không biết Đại Đức Pháp Tính có cầm mic được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính cầm mic nghe được, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bổn Thầy, con xin thành kính mà lãnh đạo đến sư phụ Đại Sư Thượng Thọ Nhất Đẳng, Thượng Thọ Pháp Tăng, Thượng Thọ Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Kiên cùng chư tôn Bổn Thầy. Xin chào quý cô quý nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ ở nhà. Con xin tri ân và sám hối với chư tôn Bổn Thầy, cáo lỗi với đại chúng mà không biết mà làm sao mà tới cái ngày Internet nó bị trục trặc. Dạ, quý vị nghe âm thanh hơi nhỏ hả? Alo. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học về kinh là động tận ái, mà qua cái phần chánh văn và cái phần dẫn nhập thì quý vị đã biết là coi như là đối với cái bài kinh này nói về một cái vị tỳ kheo tên là Satit. Và tỳ kheo thì giống như là một cái người mà mang một cái thường kiến gì đó, có nghĩa là cái vị này là cho rằng đối với cái thức là nó sẽ dông ruổi, có nghĩa là nó luân chuyển từ cái đời sống này qua cái đời sống khác, có nghĩa là cái cũng có một cái thức đó thôi, mà có khi thì nó sanh làm người ở trong cái thế gian này, hoặc là ở trong đời sau cũng là cái thức đó, mà nó sanh lại ở trong thế gian đó cũng là một cái thức này thôi. Thành ra do vậy mà mới nói rằng là một cái sự mà nhận thức là thường kiến, một cái sự mà thường hằng, nó chỉ có một cái đó mà nó cứ sanh đi sanh lại hoài như vậy đó. Thì ở trong cái điều này đó, thì chúng ta thấy rằng là đối với tỷ kheo Sa Tý là không phải là tự nhiên mà nghĩ như vậy, do cái vị này không có học về giáo lý, có nghĩa là không về những cái pháp để mà nói lên, do cái duyên này nó có mặt
nên cái pháp đó là nó sanh lên. Cũng như giống như chúng ta thấy rằng ở trong ngày nay đó là có nhiều người đó, là người ta đến với Phật giáo nhưng mà người ta không chịu học những cái bài kinh hoặc là những cái lời dạy của Đức Phật, những cái giáo lý thâm sâu để cho chúng ta biết được cái pháp này là do cái duyên nào nó sanh lên, cái pháp kia là do cái duyên nào nó sanh lên, rồi khi mà hết cái duyên đó rồi thì cái pháp đó nó sẽ diệt. Thì cũng giống như là chúng tôi muốn nói ở đây đó, nói thẳng thừng ra đó, là có những người người ta đến với Phật giáo với cái niềm tin thôi, hoặc là có những người người ta chỉ dừng lại ở cái mức là giữ giới rồi ngoài ra người ta không có chịu để tâm học đến những cái pháp mà Đức Phật đã thuyết và được luân truyền đó. Rồi vậy thì khi mà tỷ kheo Xá Tý mà có cái tư tưởng như vậy, có cái tư tưởng như vậy thì các vị tỳ khưu cũng thấy thương tưởng đối với tỳ kheo Xá Tý, thành ra đã đi đến nói với tỳ kheo Xá Tý nghĩ như vậy là lệch lạc, không có đúng với cái lời dạy của Đức Phật. Vì khi mà Đức Phật dạy cái thức này là do cái duyên nó sanh, do có những cái nhân duyên nó sanh ra cái thức này, chứ không phải là cái thức này là nó có sẵn hoặc là nó thường hành. Thì khi các vị tỳ kheo nói với tỳ kheo Xá Tý mà tỳ kheo Xá Tý cũng không có nghe, các vị đã nhắc nhở, đã giảng giải rộng rãi hoặc là nhắc nhở nhưng mà tỳ kheo Xá Tý không nghe. Thì do như vậy đó, các vị mới đi về gặp Đức Phật và mét Đức Phật. Chúng con nghe tỳ kheo Xá Tý nói như vậy đó, rồi chúng con cũng đi đến khuyên ngăn, giải thích vân vân, nhưng mà tỳ kheo Xá Tý không nghe. Thì lúc bấy giờ đó, quý vị thấy rằng Đức Phật đó, mới cho một cái vị tỳ kheo khác đi đến để mà kêu gọi tỳ kheo Xá Tý đi đến. Thì khi mà đi đến đó, quý vị thấy rằng cái cách hành xử của Đức Phật, Đức Phật hỏi liền, Đức Phật hỏi tỳ kheo Xá Tý có cái quan niệm, có cái ý, có cái nói như vậy hay không. Thì tỳ kheo Xá Tý đã nói lên cái quan niệm của mình và chấp nhận cái điều đó là mình có nói. Thì khi mà Đức Phật nghe như vậy đó, Đức Phật đã có cái sự mà giống như là la rầy, giống như là có cái sự mà dạy bảo tỳ kheo Xá Tý những cái lời mà của tỳ kheo Xá Tý mà nói như vậy đó, chẳng những là coi như là phỉ báng Đức Thế Tôn, mà phỉ báng bậc đạo sư, mà chẳng những như vậy đó là còn là xuyên tạc Đức Phật. Và nếu mà có những ý như vậy thì sẽ chịu nhiều cái điều, chịu nhiều cái điều mà tổn đức về cái lời nói đó. Quý vị thấy rằng đối với một người đó mà nói sai pháp đó, nó sẽ rất là nguy hiểm. Chúng ta nói sai một cái điều gì đó, ví dụ như chúng ta làm một cái bài văn, hoặc là chúng ta nói một cái câu nói gì đó mà nó sai á, thì nó ảnh hưởng, cái tầm ảnh hưởng đó nó không có nhiều. Nhưng mà khi mà nói sai về chánh pháp thì nó ảnh hưởng rất là lớn. Cũng như quý vị thấy ngày nay cũng vậy. Ngày nay có những cái câu mà người ta sửa đổi, hoặc là có những cái pháp môn, những cái pháp tu mà người ta sửa đổi, thì làm cho cái hội chúng hoặc là làm cho chúng sanh phải chịu khổ khi mà hành theo những cái pháp không có đúng lời của Đức Phật dạy. Thành ra chúng ta thấy rằng là đối với một người mà nắm giữ sai pháp, có nghĩa là không có biết về cái lời dạy của Đức Phật, mà nói sai đi cái lời của Đức Phật, thì sẽ chịu nhiều cái sự mà tổn đức. Vậy thì qua cái đoạn đầu 165 này đó, thì quý vị thấy rằng là tỳ kheo Xá Tý coi như là bị vướng vào một cái thường kiến, hay là nói một cách là cũng như là chấp thủ. Mà tại sao mà bị chấp thủ quý vị? Tại vì tỳ kheo
sa tí là không có biết, là không biết cái thức, là cái thức là những cái gì à, đó. Vậy thì bây giờ đó, ở trong cái đoạn tiếp theo đó là chúng ta thấy rằng đó, là đầu tiên chúng ta muốn biết được là cái thức, là thức là cái gì, thức là cái sự biết, là mà chúng ta có những cái sự biết nào quý vị, là thí dụ như là chúng ta có cái sự biết là của con mắt, là chúng ta có cái sự biết là của lỗ tai, có nghĩa là chúng ta thấy được cảnh sắc, là chúng ta nghe được âm thanh, chúng ta ngửi được mùi, chúng ta nếm được vị, chúng ta có cái sự mà xúc chạm, biết được nóng lạnh hay là cứng mềm, vân vân. Những cái đó, cái sự biết đó được gọi là cái thức. Mà hãy mà cái biết đó nó sanh khởi ở đâu thì chúng ta sẽ kêu theo tên gọi cái nơi mà nó sanh khởi. Thí dụ như quý vị thấy rằng là do cái duyên chúng ta có con mắt và có cái cảnh sắc và có cái ánh sáng và có cái sự tác ý, thành ra đó chúng ta có cái sự thấy. Thì khi mà cái sự thấy đó nó sanh lên đó, thì chúng ta kêu gọi nó là nhãn thức, kêu gọi nó là nhãn thức. Nhãn thức vậy thì là cái sự thấy của con mắt. Thì cũng giống như đối với những cái ngọn lửa, hãy mà cái ngọn lửa đó được xuất phát từ củi thì chúng ta kêu là lửa củi. Còn mà hãy mà ngọn lửa đó nó được xuất phát từ ở những cái cỏ khô thì chúng ta kêu là lửa cỏ, do cái chất liệu nó bằng cỏ đó, thành ra chúng ta kêu lửa đó nó phát sanh từ cỏ khô. Thì cũng vậy, quý vị thấy rằng ở trong cái phân đoạn tiếp theo này đó, Đức Phật đã giải thích là cái duyên mà thức nó sanh lên. Mà ở trong cái phân đoạn này á, nói về cái gì quý vị? Nói về nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức và ý thức đó. Thì quý vị thấy những cái này là không phải là tự nhiên mà nó sanh khởi. Mà nếu mà nó sanh khởi rồi thì không phải là nó trường tồn, có nghĩa là nó không phải là nó có cái sự thường hằng. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với khi mà mắt chúng ta thấy được cảnh sắc, rồi khi mà tai chúng ta nghe tiếng, thì lúc bấy giờ đó chúng ta thấy rằng là một tâm chỉ biết được một cảnh thôi, một tâm biết được một cảnh thôi. Vậy thì khi mà chúng ta nghe được âm thanh thì coi như là tâm nhãn thức nó đã diệt đi rồi. Mà hãy mà chúng ta nghe được âm thanh mà lúc đó chúng ta ngửi được mùi thì lúc đó đối với tâm nhĩ thức nó đã diệt đi rồi, thành ra tâm tỷ thức nó mới sanh lên đó. Thành ra đó mới nói rằng là những cái thức này là do duyên nó sanh lên. Khi mà hết cái duyên nó rồi, hết cái duyên hoặc là hết cái điều kiện nó rồi, thì cái thức đó nó sẽ diệt đi đó. Thành ra ở trong cái phân đoạn này, quý vị thấy rằng Đức Phật đã phân tích cho chúng ta rất là kỹ, tùy theo cái duyên mà nó sanh lên. Nếu mà đối với khi mà mắt chúng ta gặp cảnh sắc, rồi có cái lúc đó có ánh sáng, rồi có cái sự tác ý, thành ra nhãn thức nó sẽ hình thành lên, tâm nhãn thức nó sẽ hình thành lên, có nghĩa là mình thấy được cái cảnh sắc. Còn nếu mà đối với nhĩ thức mà nó sanh lên là do có âm thanh, rồi có cái phản trống, rồi có cái lỗ tai, rồi có cái sự tác ý, thành ra đối với lúc đó thì tâm nhĩ thức nó sanh lên. Hoặc là đối với tâm tỷ thức, có nghĩa là mũi chúng ta ngửi được mùi đó, thì chúng ta phải có lục mũi, rồi chúng ta rồi phải có cái mùi lúc đó, rồi có cái sự mà tác ý, rồi có gió nó đưa đến, thì lúc đó đó chúng ta mới nghe được cái mùi. Thành ra khi mà chúng ta nghe được cái mùi đó thì dựa theo đó mà gọi là tâm tỷ thức, nó biết cảnh khí. Hoặc là đối với tâm thiệt thức cũng vậy, cái lưỡi của chúng ta khi mà chúng ta nếm được vị là do đâu? Là do khi mà chúng ta có cái lưỡi, rồi có cái chất vị, rồi có cái nước bọt đó, rồi có cái sự tác ý, thành ra lúc đó chúng ta mới nếm được cái vị là ngọt hay là cái vị nó mặn, vân vân. Đó là do có đầy đủ điều kiện. Thì những cái điều kiện này đó, khi mà nó sanh lên đó, thì nếu nó ở trong cái đối tượng nào
thì chúng ta dựa theo cái đối tượng đó mà chúng ta kêu gọi cái đó là tên gì. Có nghĩa là thí dụ như đối với lưỡi thì chúng ta kêu là tâm thiệt thích, nó biết cảnh vị. Còn đối với thân mà khi mà nó biết được cái sự mát hay là nóng lạnh hay là cứng mềm vân vân, thì lúc đó chúng ta kêu nó là cái sự biết của thân. Thành ra chúng ta gọi là thân thức. Hoặc là đối với ý của chúng ta mà biết được những cái điều này điều kia, thành ra chúng ta gọi là biết được các pháp, thì chúng ta gọi là cái thức đó là cái sự sanh khởi đó là ý thức đó. Thành ra đó những cái điều này á, là quý vị thấy rằng Ngài đã phân tích ra từng chi tiết nhỏ, thì chúng ta thấy rằng là không có một cái thức nào mà nó luân chuyển nó luân chuyển từ đây qua bên kia hết đó. Bây giờ nói về vậy thì chúng tôi xin nói lại một lần nữa, đối với cái thức là cái gì? Cái đó là cái sự biết mà cái sự ở trong đời chúng ta có cái sự biết, biết của ý nè, rồi biết của mắt nè, biết của lỗ tai nè, có nghĩa là chúng ta biết cảnh sắc, biết nghe tiếng, chúng ta biết ngửi mùi đó. Thành ra những cái sự biết đó nó gọi là thức đó, mà dựa ở trên cái đối tượng. Thành ra chúng ta cái đối tượng nào thì chúng ta kêu tên cái đối tượng đó nó phù hợp theo cái sự sanh khởi của cái tâm đó. Rồi một điều ở đây nữa cho chúng ta biết rằng là do có cái nhân duyên, có cái điều kiện, thành ra những cái thức nó sanh lên, chứ không phải là nó có sẵn, hoặc là không phải là nó trường tồn, không phải nó luôn luôn nó sẽ hiện hữu, luôn luôn nó trực sẵn chờ ở đâu đó. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái đoạn kinh này đó là nhắc cho chúng ta biết được những cái điều đó. Thì cái lúc mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta cần phải nhận biết được những cái điều này là do duyên nó sanh ra, do duyên nó sanh lên, chứ không phải là nó có sẵn, không phải là nó trường tồn. Thành ra đó với cái sự mà chúng ta thấy rằng tại sao mà nói rằng là do duyên, thí dụ như lúc mà chúng ta khỏe đi thì mắt của chúng ta nó tốt, mà đối với bản thân của chúng tôi cũng vậy. Vì hôm nào mà chúng tôi coi cái bài học đó, nó dài mà nó cái cũng như là có những cái điều mà mình không tìm được, mình không tìm được ý ở trong cái lời kinh đó, thì chúng tôi chú tâm vào cái máy laptop đó, thì quý vị thấy rằng có những lúc là cái mắt của mình nó rất là nhức, mình bị nhức cái con mắt. Tại hồi xưa giờ đó, chúng tôi không có đeo mắt kính, mà ở trong những năm gần đây đó, thì phải đeo mắt kính, thành ra nó bị chi phối cái thị lực, thành ra nó làm cho con mắt của mình nó bị rất là nhức. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này đó, thì để chỉ vì để cho mình biết rằng là những cái thức này á, đối với nhãn thức này nó không có trường tồn. Nếu mà nó đầy đủ duyên thì nó sẽ có cái sức khỏe của cái tầm nhìn hoặc là cái nhãn thức của mình. Còn nếu mà do cái sức khỏe hoặc là ảnh hưởng bởi những cái thức ăn hoặc là những thời tiết thì thay đổi cái sự thấy của mình, nó thấy nó mờ đi, hoặc là nói chung là nó có cái sự thay đổi. Thành ra khi mà chúng ta tu tập, chúng ta quán, chúng ta biết rằng là đối với cái thức này là không phải là nó trường tồn. Cái sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự thấy, sự đụng của mình cũng vậy. Hãy mà mình biết được cái cảnh này thì cái tâm kia nó đã diệt rồi. Cũng như lúc đầu chúng tôi nói quý vị, nãy giờ quý vị nhìn lên màn hình, nhưng rồi quý vị cũng nghe một cái vị đó ngồi thuyết giảng, thì chúng ta tưởng rằng là mình vừa thấy mà mình vừa nghe nữa, thì thật sự ra nó không phải là như vậy quý vị. Hãy mà cái tâm mà chúng ta thấy thì cái tâm nhãn thức nó sanh lên, nó làm cái việc thấy. Mà hãy mà chúng ta qua cái sự nghe được cái âm thanh đó rồi thì tâm nhãn thức đó nó đã diệt đi, và tâm nhĩ thức đó nó lại sanh lên. Thành ra trong cái lúc đó do cái sự sanh diệt nó nên chúng ta không có ghi nhận được. Nhưng mà nếu mà chúng ta có học thì chúng ta sẽ biết được là những cái tâm này nó sanh khởi để mà nó biết cảnh cảnh sắc. Rồi khi mà
tai chúng ta nghe tiếng rồi thì lúc bấy giờ đó là cái tâm nhãn thức nó đã diệt đi rồi, nó không còn nữa. Mà nếu mà chúng ta có thấy là do tâm nhĩ thức nó diệt đi và tâm nhãn thức nó sanh lên lại đó, thì chúng ta những cái điều này chúng ta chưa có, chúng ta chưa có một cái sự ghi nhận nó rõ ràng, nhưng mà nhờ thông qua cái pháp học mà mình hiểu được một cách tóm tắt, rồi khi nào mình tu tập mình hành thì đến cái trình độ, cái khả năng của mình đến đó thì mình sẽ nhận thức được là cái sự thay đổi này. Thì khi mà chúng ta nhận thức được cái sự thay đổi này đó thì chúng ta sẽ không có bị rơi vào cái thường kiến, có nghĩa là chúng ta không có bị chấp vào những cái thức này nó là thường hằng hoặc là nó là bất biến, mà chúng ta sẽ hiểu được là do cái nhân duyên điều kiện nó đủ thì nó sanh lên. Vì khi mà hết nhân duyên, hết điều kiện đó rồi thì nó sẽ diệt đi. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng con bị gián đoạn ở trong vài phút đầu, thành ra bây giờ thì nó lại cũng vừa đủ với cái chi pháp của phần này rồi, nên chúng con xin được giúp lời con thỉnh chư tăng thượng tọa Nhật Đẳng sẽ tiếp tục cái chương trình của cái buổi học ngày hôm nay. Dạ, con xin kính thỉnh thượng tọa. Sa thủ kính trường đại đức Pháp Tính, bạch chư Tông Đức và thưa quý Phật tử, để tiết kiệm thời giờ đó, mỗi một đoạn chúng ta chỉ có một câu thảo luận thôi. Tiếp theo thì xin thỉnh thượng tọa Pháp Tân trả lời cho câu thảo luận và đoạn tiếp theo. Sau thượng tọa Tân chúng ta đọc chánh kinh đoạn tiếp theo và sẽ thỉnh thượng tọa Từ Siêu để giảng dạy. Thượng tọa Tân, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Tân, đa số chúng ta có quan niệm rằng thường kiến cũng là một thứ tà kiến, nhưng mà nó không tệ hại như đoạn kiến. Nhưng mà trong bài kinh này thì Đức Phật và trước đó là chư tỳ kheo, sau đó Đức Phật xác nhận lại là một người chấp vào thường kiến là xuyên tạc Đức Phật. Khi mà tuyên bố về thường kiến là Đức Phật dạy rồi, đã xuyên tạc Đức Phật cũng hơi nặng rồi, nhưng mà đặc biệt là người đó tạo nhiều cái tổn đức. Tại sao chấp vào thường kiến, chấp vào một linh hồn thường hằng bất biến, chấp vào một cái thức thường hằng bất biến, bất biến chưa là linh hồn mà. Tại sao điều đó lại có một cái tác hại đáng kể, tác hại lớn như vậy? Xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Tân Hoa Nghị giải thích về điểm này. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tề Tri, Sự Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Chúng ta thường được biết ở trong Phật giáo đề cập đến nhiều cái loại tà kiến khác nhau, nhưng mà cái hiểu chung là có thể là từ ở chấp, do chấp gọi là có còn, sasapaditti, tức là chấp vào cái thường kiến. Chấp vào thứ hai là chấp vào cái đoạn kiến của chư đa đi thí đó. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng thường đó là chúng ta thấy rằng nếu mà nói rằng là cái chấp thường nó dù sao đi nó vẫn nhẹ hơn là cái mà chấp vô. Chấp vô có nghĩa là chấp không còn, có nghĩa là một người quan niệm không có đời trước đời sau, không có quả của thiện nghiệp, không có quả của ác nghiệp, không có ân đức của tam bảo. Thì cái này thật sự ra thì
rất rất là nguy hiểm so với cái mà chúng ta chấp thường. Chấp thường có nghĩa là chấp có một cái gì đó nó hàng ngũ, như là người ta cho rằng cái ngã, hay là cho rằng cái đó gọi là linh hồn, cái đó được gọi là cái gì đó mà thường hằng bất biến, luân chuyển từ đời này sang đời khác. Thì khi mà chấp thường ở đây đó, chúng ta thấy cái câu gọi là nếu mà mình chấp thường có một cái gì đó hằng ngũ đó, thì giống như là xuyên tạc Đức Phật. Thì điều này đó, chúng tôi nghĩ rằng quý vị thấy rằng điều mà Đức Phật này dạy đó, cho chúng ta tu tập, có nghĩa là mình hiểu rằng cái gì mà nó hiện hữu thì đó là khổ đau, từ cả pháp hữu vi, thì trong đó có cái năm quẩn của chúng ta, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Nói cách khác tức là xứ giới là những cái mà nó hiện hữu ở trong đời sống. Thì từ đó, đó thì người ta có thể khổ đau từ cái ngộ nhận. Ngộ nhận mình cho rằng là cái gì đó nó thường tồn. Thí dụ như mắt chúng ta thấy, thì chúng ta cho rằng chúng ta thấy như vậy. Thì cái gì để gọi là cái thấy? Cái gì gọi là thấy? Thì cái đó có thể là cho là linh hồn, cho đó là cái ngã, cho là tôi ta gì đó. Thì từ đó mà người ta sẽ chấp vào đó. Thì chúng ta thấy rằng là từ ở trong cái chấp đó đó mà biết bao nhiêu cái sự hệ lụy ở trong cái đời sống này. Và chúng ta sinh ra cái tham đắm, hay hoặc là chúng ta sinh ra cái sự dính mắc, hoặc là chúng ta sinh ra cái sự khó chịu, không hài lòng từ ở những trạng thái ở nội tâm. Cho nên ở đây đó là theo chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình chấp thường đó, thì quý vị thấy rằng là nó liên quan đến cái năm quẩn của mình rất là nhiều, hay là liên quan đến căn và cảnh của chúng ta, thức chúng ta. Bởi vì theo Phật pháp đó, Phật giáo đó, theo Đức Phật dạy đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà căn tiếp xúc với các cái trần cảnh, thức sanh khởi, rồi từ cái thức sanh khởi đó, người ta có thể là dính mắc, có thể là ái luyến, có thể là chấp thủ ở trong đó, rồi từ ở cái việc mà chấp thủ đó, cho nên là biết bao nhiêu cái đời sống khổ lụy ở trong cái đời sống luân hồi này. Cho nên là chúng ta thấy rằng khi nào sự thật ra hiểu ở trong Phật pháp đó là khi mà căn tiếp xúc với các cái trần cảnh thì thức sanh khởi. Khi không căn, không tiếp xúc với các cái trần cảnh thì thức không sanh khởi mà thôi. Giống như là cái việc mà nói rằng mặt đất là cái chỗ mà để cho cây cối hoa lá là sanh khởi, thì do có đất cho nên là có cây cối hoa lá, rồi có những cái yếu tố trở thành, tức là không khí, ánh sáng, rồi nước, vân vân, để rồi cái cây cối hoa lá nó có thể trổ ra. Thì chúng ta không thể nói rằng là cây cối là duy nhất là thức, hay là mặt đất là thức, mà cũng không thể nói là nước là thức, mà do nhiều cái yếu tố hội tụ lại, do nhiều cái yếu tố hội tụ lại cho nên là chúng ta mới hình thành được sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự suy nghĩ. Cho nên là như là ngài Xá Lợi Phất ngài nói là chỉ có cái sự thấy chứ không có cái người thấy, chỉ có sự nghe chứ không có cái người nghe. Người ở đây mình muốn nói tức là chấp một cái gì đó nó thường hằng bất biến. Và theo như là chúng ta thấy rằng cũng là cái tâm để biết cảnh thôi, nhưng mà nó nương vào mắt thì biết cảnh sắc, nương vào tai thì biết cảnh thinh,
nương vào mũi thì biết cảnh khí, nương vào lưỡi thì biết cảnh vị, nương vào thân thì biết cảnh xúc, và nương vào ý thức giới, ý giới đó thì nó là biết cảnh pháp mà thôi. Ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là nương vào ở đâu thì biết cảnh ở đó, và mỗi một tâm chỉ biết được một cảnh, và cái đó nó cũng chỉ là sự hội tụ của căn, cảnh và thức. Và khi mà thức sanh khởi thì như là cái điều mà chúng ta biết là nó không phải là có một cái gì đó nó hàng hữu, và cũng không thể nói cái gì đó mà nó bất biến, bất biến. Ngay cả khi mà chúng ta tái sanh, tâm chúng ta tử rồi chúng ta tục sinh, thì cái tâm tử và tâm tục sinh nó cũng đều hoàn toàn khác nhau. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó nó chiêu cảm lấy nghiệp, thì cái nghiệp đó, đó nó đã trở thành cái sự, nó đã tạo nên cái sự tái sanh ở những cảnh giới khác nhau rồi. Chứ không thể nói đó là một con người duy nhất. Nếu mà mình nói rằng cái gì đó nó hằng hữu duy nhất, thì bây giờ mình làm người thì đời sau mình cũng tiếp tục sanh lại làm người nữa sao? Hoặc là bây giờ mình làm, ví dụ như một ai đó bất hạnh sanh làm thú, rồi chẳng lẽ rồi là làm thú hoài sao? Hoặc là một ai đó sanh làm một vị thiên nào đó, thì mình cứ nghĩ là mình làm vị thiên thì rõ ràng là điều là do nghiệp tác tạo. Cho nên khi mà do nghiệp tác tạo đó, từ ở cái việc mà ái chấp, cho nên khiến chúng sanh có một cái phản ứng nghiệp tác tạo đó. Tác tạo đó có thể là do cái tâm tham, có thể là do cái tâm sân, có thể là do cái tâm tà kiến, vân vân. Như vậy đó thì khiến cho người ta mới có cái sự hiện hữu. Cho nên ở đây đó, nếu mà chúng ta so sánh giữa hai cái, giữa cái chấp thường và cái chấp đoạn, tức là cái chấp có hằng hữu và cái chấp không có cái gì hết, thì cái chấp thường nó vẫn đỡ hơn là cái chấp không. Bởi vì cái người chấp thường đó, thì người ta còn tin rằng có quả báo đời trước đời sau, còn có ân đức của cha mẹ, còn có ân đức của tam bảo, còn có cái sự thanh tịnh, còn có cái sự ô uế. Và do vậy đó thì họ cũng biết tạo được một cái công đức lành, cái thiện sự lành để họ được cái sự an lạc. Nhưng mà cả hai cái chấp này, nếu mà chúng ta nói lại đó, thì hai cái chấp này được xem như là mitcha ditthi, tức là gọi là tà kiến hết, mitcha ditthi, tà kiến hết. Cho nên cái kiến này đó thì quý vị thấy rằng mình nhìn về cái lời dạy của Đức Phật qua những gì Đức Phật ngài dạy để chúng ta tu tập, để mà đoạn tận phiền não, đoạn tận được cái ái nhiệm phiền não, như vậy thì không còn cái sự khổ đau nữa. Còn nếu như chúng ta chấp một cái điều gì đó thì thật sự ra chúng ta còn dính mắc ở trong đó. Vì vậy cho nên là đa số là trong cái suy nghĩ chung của mọi người đó, người ta cứ nghĩ rằng có cái gì đó. Ngay cả cái người tu của mình đó, nhiều người cũng không có nhận rõ đó, thì còn chấp một cái gì đó, chấp một cái gì đó nó hàng ngũ. Và trong cái suy nghĩ người ta nói thà có một cái gì đó nó hàng ngũ còn hơn không có một cái gì đó hàng ngũ. Thì điều này có thể là chúng ta chứng đắc á, thì chúng ta mới biết rằng nó hàng ngũ hay là không hàng ngũ. Nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta còn chấp thủ có một cái gì đó mà ở trong bài kinh này gọi là chấp thường kiến á, thì đó là một cái mà làm cho chúng ta phải khổ lụy, làm cho chúng ta phải dính mắc, làm cho chúng ta bị cái ngã chấp rất là nhiều. Vì vậy cho nên nó dẫn đến cái khổ đau ở hiện tại cũng như là ở trong tương lai. Thì theo con thì con có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Sa thú kính trừng Thượng Tọa Phật tử. Thưa quý Phật tử, chúng ta có một điểm mà rất là
ít khi chúng ta chịu khó nhìn lại là cái quan niệm về thượng tiến rất là phổ cập ở trong Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam mình tin vào có một cái chân tâm, một cái Phật tánh hay là một cái thức mà hằng cửu. Mới nghe thì không có chuyện gì hết, nhưng mà bởi vì nhớ rằng sự tu tập có nghĩa là chuyển hóa. Chuyển hóa có nghĩa là chấp nhận thay đổi từ cái xấu ra cái tốt. Nếu mà chúng ta vốn đã có một cái linh hồn trường cửu thì không có cái chuyện chuyển hóa. Và nếu không có chuyện chuyển hóa thì sự tu không, sự tự, nỗ lực tu tập không có lợi lạc gì hết. Do vậy phải rất là cẩn thận. Dạ, rất là cẩn thận khi mà đề cập đến thường kiến. Bây giờ thì chúng ta bước qua đoạn tiếp theo. Xin quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh. Rồi sau đó chúng ta sẽ thỉnh sư đọc tự siêu giảng dạy rộng rãi ý nghĩa này. Xin mời cô Thanh Thủy. Một trăm sáu mươi bảy, chấp thủ thường kiến là không hiểu rõ tất cả sự hiện hữu, điều cần thiết, chất liệu nuôi dưỡng sự sanh khởi và tồn tại tứ thực. Cũng như một ngọn lửa cháy nhờ nhiên liệu hay cây cỏ sống, còn nhờ phân đất, tất cả sự tồn tại của pháp hữu vi đều cần chất liệu nuôi dưỡng để tồn tại mà Đức Phật gọi là tứ thực. Kinh văn. Các câu hỏi về sanh vật. Này các tỷ kheo, các ông có thấy sanh vật này không? Bạch Thế Tôn, có thấy. Này các tỷ kheo, các ông có thấy sự tác thành sanh vật do món ăn ấy không? Bạch Thế Tôn, có thấy. Này các tỷ kheo, các ông có thấy sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy cũng bị đoạn diệt không? Bạch Thế Tôn, có thấy. Này các tỷ kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh, sanh vật này có thể không có mặt. Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỷ kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh, sự tác thành của món ăn ấy có thể có hay không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỷ kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt hay không bị đoạn diệt? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ thì sự nghi ngờ này được trừ diệt, sanh vật này có thể không có mặt. Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ thì sự nghi ngờ này được trừ diệt, sự tác thành của món ăn ấy có thể có hay không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, thấy như thật với chánh trí tuệ thì sự nghi ngờ này được trừ diệt, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt không bị đoạn diệt? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, sanh vật này có mặt. Đối với vấn đề này, ở đây các ông có phải không có nghi hoặc không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, sự tác thành của món ăn ấy, đối với vấn đề này, ở đây các ông có phải không có nghi hoặc không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt, đối với vấn đề này, ở đây các ông có phải không có nghi hoặc không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, sanh vật này có mặt, đối với vấn đề này, có phải các ông khéo thấy nhờ như thật chánh trí tuệ không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, sự hiện hữu của sanh vật ấy là do các món ăn ấy tác thành. Có phải các ông khéo thấy nhờ như thật chánh trí tuệ không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt. Đối với vấn đề này, có phải các ông khéo thấy nhờ như thật chánh trí tuệ không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, đối với tri kiến này được thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, nếu có ông chấp trước, lấy làm hãnh diện, truy cầu xem là của mình, thì này các tỳ kheo, các ông có thể hiểu, ví dụ chiếc bè, nói pháp được giảng dạy là để
đưa vượt qua không phải để nắm lấy, bạch Thế Tôn, không. Nhưng này các tỳ kheo, đối với tri kiến này được thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, nếu các ông không chấp trước, không lấy làm hãnh diện, không truy cầu, không xem là của mình, thì này các tỳ kheo, các ông có thể hiểu ví dụ của mình, thì này các tỳ kheo, các ông có thể hiểu ví dụ của mình, thì này các tỳ kheo, các ông có thể ví dụ chiếc bè nói pháp được giảng dạy là để đưa vượt qua, không phải để nhắm lấy. Bạch Thế Tôn có, và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tề Sư thuyết giảng phân đoạn này. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, cái đoạn, cái phân đoạn một trong sáu mươi bảy kinh văn dịch có thể làm cho chúng ta bị tối nghĩa, khi mà đọc qua thì chúng ta không biết là Đức Thế Tôn này đã nói cái gì, và vì sao các vị theo cứ bà Đức Thế Tôn có vậy, bà Đức Thế Tôn có vậy. Cái chỗ này chắc có lẽ là chúng ta phải kiểm tra lại vậy. Xin mời cô Thanh Thủy đọc luôn cho cái phân đoạn 168 này, sau đó chúng tôi sẽ trình bày. Dạ, kính trương thượng tọa tề sư, con xin đọc tiếp ạ. 168, chấp thủ thường kiến là không hiểu rõ định lý tác động và bị tác động. Các pháp hữu vi luôn có hai vai trò, bị tạo và trợ tạo, tất cả đều có nhân duyên và tác động, sanh khởi pháp khác. Dòng luân chuyển của phiền não, nghiệp quả, phiền não, nghiệp quả là một xoay dần, không có cái ban đầu, không do duyên trợ tạo. Như quan niệm con người phải do Thượng Đế tạo, nhưng Thượng Đế không có ai tạo. Kinh văn, thức ăn và duyên khởi. Này các tỳ kheo, có bốn món ăn giúp cho an trú các loài hữu tình đã sanh hay phò trợ các loài hữu tình sẽ sanh. Thế nào là bốn? Đoàn thực, hoặc thô, hoặc tế. Thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm thực, và thứ tư là thức thực.
lấy gì làm nguyên nhân? Bốn món ăn này lấy ái làm nhân duyên, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm sanh chủng, lấy ái làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, ái này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Ái lấy thọ làm nhân duyên, lấy thọ làm tập khởi, lấy thọ làm sanh chủng, lấy thọ làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, thọ này lấy gì làm nguyên nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Thọ lấy xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm tập khởi, lấy xúc làm sanh chủng, lấy xúc làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, xúc này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Xúc lấy sáu nhập làm nhân duyên, lấy sáu nhập làm tập khởi, lấy sáu nhập làm sanh chủng, lấy sáu nhập làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, sáu nhập này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Sáu nhập lấy danh sắc làm nhân duyên, lấy danh sắc làm tập khởi, lấy danh sắc làm sanh chủng, lấy danh sắc làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, danh sắc này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Danh sắc lấy thức làm nhân duyên, lấy thức làm tập khởi, lấy thức làm sanh chủng, lấy thức làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Thức lấy hành làm nhân duyên, lấy hành làm tập khởi, lấy hành làm sanh chủng, lấy hành làm nguyên nhân. Này các tỷ kheo, các hành này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, làm nguyên nhân? Vô minh làm sanh chủng, lấy vô minh làm nguyên nhân. Những điểm cần nhớ như vậy, Phật pháp dạy rằng tất cả các hiện tượng vật chất hay tâm thức đều tồn tại do chất liệu nuôi dưỡng hay tứ thực. Chất liệu nuôi dưỡng vô thường thì tâm thức không thể hằng hủ. Dạ, con đã đọc xong đoạn này. Kính thỉnh thượng tọa Tỳ Siêu trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, trong hai cái đoạn kế tiếp, Đức Phật đã nói đến cái duyên khởi mà bắt đầu từ tứ thực. Tứ thực ở đây tức là bốn cái chất liệu nuôi dưỡng đoàn thực. Hay là thức ăn, cơm, nước, bánh trái, rau củ quả, cái này nó nuôi dưỡng sắc quẩn. Còn xúc thực
tư niệm thực, thức thực, thì nó là cái chất liệu nuôi dưỡng dinh quẩn. Xúc ở đây nó nuôi dưỡng thọ, làm cho thọ sinh khởi. Tư niệm thực tức là tư tâm sở, thì nó nuôi dưỡng tạo ra cái tâm quả di thục, hay là tư cũng đề độc cho các pháp đồng sanh. Tư ở đây nó thuộc về hành quẩn quan trọng. Còn thức thực á, là chỉ cho thức quẩn. Nó trợ duyên cho thọ tưởng hành, hành quẩn. Như vậy thì trong cái câu mình Đức Phật đã nói rằng là Sappe Satta Aharatthika, thì chúng ta chỉ nhớ tóm tắt như thế này: tất cả chúng sanh được duy tồn nhờ vật thực, nhờ thức ăn hay là chất liệu nuôi dưỡng. Sắc vẫn được tồn tại, được nuôi dưỡng bởi đoàn thực. Còn thọ tưởng hành thức, bốn dinh quẩn đó được tồn tại nhờ ba dinh thực: xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Ở đây khi mà nói đến tứ thực là cái chất liệu nuôi dưỡng cái gọi là sinh vật phu tăng, phu tát, tức là cái loài hiện hữu ở trong cuộc đời, hay gọi là chúng sanh. Thì khi mà nói đến cái sự hiện hữu của chúng sanh gọi là sam pháp quang, tức là nhờ có cái sự hiện hữu của thức ăn, của tứ thực. Khi mà tứ thực có mặt thì cái gọi là chúng sanh mới có mặt. Bởi vì cái sự hiện hữu đó nó phải do duyên mà sinh ra, chứ không thể nào mà có một cái đơn thuần bất biến mà đã có mặt. Cho nên khi mà tỳ kheo Sát Tí
cho rằng thức này nó lưu chuyển, nó tồn tại và nó lưu chuyển đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, đời này đời sau. Thì cái điều đó là chấp theo cái thường kiến, bởi vì không có cái gì nó hiện hữu mà không có nhân, không có duyên tạo ra nó. Mà khi cái gọi là trợ tạo đó, như tứ thực trợ tạo ra sinh vật hay là loài hữu tình, nhưng mà chính tứ thực nó cũng phải do ái trợ tạo. Rồi ái do thọ làm tập khởi, thọ duyên giải. Xúc là tập khởi của, làm tập khởi cho thọ, rồi xúc duyên thọ. Mà xúc có lục nhập làm tập khởi, lục nhập có danh sắc làm tập khởi, danh sắc do thức làm tập khởi, thức do hành làm tập khởi, hành do vô minh làm tập khởi. Như vậy thì do cái này có mặt cho nên cái kia mới có mặt. Nó có thì có, nhưng mà không phải là tự nhiên nó sanh và nó lưu chuyển một cách tồn tại. Như là cái quan điểm cái ác tà kiến của Tỳ kheo Sa Tý, thức đầy dông rỗ luân chuyển nhưng không đổi khác, cái đó là cái sai lầm của Tỳ kheo Sa Tý. Không có thứ gì trong đời này, hay nói cách khác là không có một cái pháp hữu vi nào mà sanh khởi không có, không có do duyên, không có do tập khởi, không có. Không có cái pháp hữu vi nào là như vậy. Cho nên trong cái đoạn kế tiếp này là một lần nữa Đức Phật Ngài nói đến cái tập khởi của thức. Thức có mặt do nhiều cái nguyên nhân, và Ngài đã dẫn chứng nói đến tứ thực sape sata ahara thitka, chúng sanh duy tồn nhờ một thực
mà chính tứ thực đó nó cũng phải do tập khởi, tức là do cái nguyên nhân tạo ra nó. Cho nên hễ cái gì nó được tạo nên bởi một cái điều kiện trở sanh, và cái điều kiện đó, cái năng duyên đó, nó vẫn vô thường biến hoại, thì như vậy cái này không thể là thường còn được. Thức do hành trở tạo là tập khởi, hành do vô minh là tập khởi, thì như vậy vô minh và hành là những cái điều kiện. Vô minh là phiền não luân hồi, và hành tức là nghiệp luân hồi. Phiền não tạo ra nghiệp và nghiệp tạo ra quả, thì thức ở đây là thức tái sanh ở cảnh giới này sang cảnh giới khác, nó thuộc vào tông quả. Thì hễ cái gì mà nó được trợ tạo bởi một cái yếu tố, và cái yếu tố đó là cũng vô thường biến hoại, thì nó sẽ biến mất. Cũng giống như là cái nồi được tạo bằng đất, thì đất nó có tánh vô thường, nó bể, thì hễ mà đất đó mà nó bể đi rồi, nó dần bể đi rồi, thì cái nồi cũng không có tồn tại. Đó là vấn đề mà chúng ta phải hiểu trong cái đoạn kế tiếp. Và bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Đức Đẳng trở lại cho cô thọ lượng đoạn này. Nam mô Bổn Thầy. Sao thú kính thương Thưa Tòa Thầy Siêu. Mà Thưa Tòa Thầy Siêu, trước khi chúng ta sang phần đoạn tiếp theo và Thưa Tòa Pháp Tân giảng về phần đoạn này, thì xin Thưa Tòa Thầy Siêu Quan Hỷ nói rõ thêm là phải chăng là khi mà Đức Phật dạy rằng tất cả Pháp hữu vi đều là trợ tạo do tứ thực, thì như vậy phải chăng là Thưa Tòa có xác định là tất cả Pháp hữu vi theo Phật học thì nó không có tồn tại độc lập được, không? Nó tồn tại do nhân do duyên, chứ nó không tồn tại độc lập được, có phải như vậy không? Xin thỉnh Thưa Tòa Quan Hỷ trả lời trong vài phút. Kính bạch Thế Tăng, kính thưa quý vị, ở trong Thắng Pháp ở Phía Thập Bát, ở bộ thứ bảy, bộ vị trí hay là bộ bát thanh á duyên hệ,
Đức Phật Thầy nêu lên 24 duyên hệ. Ở trong đó có Ahara Paccaya, tức là vật thực duyên. Và cái vật thực duyên này nó gồm có Namahara Paccaya, tức là danh vật thực duyên, là chỉ cho xúc thực. Tư thực và thức thực, ba danh thực đó nó trợ cho các danh pháp đồng sanh. Đó gọi là danh vật thực duyên. Và Rupahara Paccaya là sắc vật thực duyên, là chỉ cho đoàn thực. Thì như vậy là một duyên. Rồi từ cái đoàn thực đó, nó phải do duyên khác trợ tạo ví dụ như do bốn đại làm duyên, bốn đại sát quá ly nằm ở trong sắc quốc ly, nó tạo ra đoàn thực. Rồi bốn đại đất, nước, lửa, gió, 1:3, 3:1, 2:2, thì cái này cái kia nó trợ giúp lẫn nhau. Cho nên ở đây cho thấy rằng các pháp hữu vi nó không có tồn tại độc lập, mà luôn luôn bị chi phối bởi những điều kiện. Và điều kiện đó chúng ta gọi là duyên, gọi là phải chân giác. Chúng ta cần phải hiểu như vậy. Chỉ khi nào mà chúng ta hiểu được các pháp hữu vi nhờ có duyên trợ tạo mà đã có mặt, và khi nào duyên đó đoạn diệt thì pháp đó nó cũng đoạn diệt. Điều này chúng ta có học ở trong duyên sinh thì chúng ta biết rồi. Và bây giờ thì xin mời cô Thanh Thủy đọc tiếp cho cái phân đoạn 169. Và sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Nam Mô Bổn Thầy. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Sư. Con xin đọc 169. Chấp thủ thường kiến là không hiểu rõ định lý về y tương sinh. Đó là nguyên lý của hữu vi pháp. Cái này có thì cái kia có, cái này không có thì cái kia không có. Như vậy sẽ không có sự hiện hữu đơn thuần, mà luôn có lực tác động. Có hai cách lý giải về giáo lý duyên khởi. Cách giải thích thứ nhất, phổ thông thường tìm thấy ở kinh tạng là thập nhị duyên khởi giảng theo tam sinh hay ba kiếp, quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là cách trình bày theo hình thức quy mô macro. Cách giải thích thứ hai tìm thấy trong A Tỳ Đàm là thập nhị duyên khởi xảy ra trong kiếp hiện tại. Đây là hình thức trình bày theo vĩ mô macro.
Tương tự như cách giảng về tứ đại, có khi tách trời, đất, nước, lửa, gió, có khi giảng bốn đại là sắc, bất ly, kinh văn, duyên theo chư thuận. Như vậy, này các tỳ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, u, não, được hiện hữu. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Duyên theo trường nghịch, trước đã nói, sanh duyên già, chết, do duyên sanh nên già, chết hiện khởi. Này các tỳ kheo, sanh duyên già, chết có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, sanh duyên già, chết, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, sanh duyên già, chết. Trước đã nói, hữu duyên sanh. Này các tỳ kheo, hữu duyên sanh có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, hữu duyên sanh, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, hữu duyên sanh. Trước đã nói, thủ duyên hữu. Này các tỳ kheo, thủ duyên hữu có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, thủ duyên hữu. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, thủ duyên hữu. Trước đã nói, ái duyên thủ. Này các tỳ kheo, ái duyên thủ có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, ái duyên thủ. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, ái duyên thủ. Trước đã nói, thọ duyên ái. Này các tỳ kheo, thọ duyên ái có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, thọ duyên ái. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, thọ duyên ái. Trước đã nói, xúc duyên thọ. Này các tỳ kheo, xúc duyên thọ có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, xúc duyên thọ. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, xúc duyên thọ. Trước đã nói, sáu nhập duyên xúc. Này các tỳ kheo, sáu nhập duyên xúc có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, sáu nhập duyên xúc. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, sáu nhập duyên xúc. Trước đã nói, danh sắc duyên sáu nhập. Này các tỳ kheo, danh sắc duyên sáu nhập có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, danh sắc duyên sáu nhập. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy, danh sắc duyên sáu nhập. Trước đã nói, thức duyên danh sắc. Này các tỳ kheo, thức duyên danh sắc có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, thức duyên danh sắc. Như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây, thức duyên danh sắc. Trước đã nói, hành duyên thức. Này các tỳ kheo, hành duyên thức có phải không? Hay ở nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, hành duyên thức. Như vậy đối với chúng con, nghĩa đây là vậy, hành duyên thức. Trước đã nói, vô minh duyên hành. Này các tỳ kheo, vô minh duyên hành có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, vô minh duyên hành. Như vậy đối với chúng con, nghĩa đây là vậy, vô minh duyên hành. Tóm lược về duyên. Lành thay, này các tỳ kheo, các ông nói như vậy và ta cũng nói như vậy. Cái này có nên cái kia có, cái này sanh hơn cái kia sanh. Như vô minh duyên hành, hành duyên thức, thúc duyên danh sắc duyên sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, u, não cùng sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Diệt theo chiều thuận, do vô minh đoạn diệt, xả ly một cách hoàn toàn nên các hành diệt, do các hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt, do sáu nhập diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, u, não đều diệt. Như vậy, sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này, diệt theo trường nghịch. Trước đã nói,
do sanh diệt nên già chết diệt. Này các tỳ kheo, do sanh diệt nên già chết diệt có phải không? Hay ở đây nghĩ như thế nào, Bạch Thế Tôn? Do sanh diệt nên già chết diệt, như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy. Do sanh diệt nên già chết diệt. Trước đã nói do hữu diệt nên sanh diệt. Này các tỳ kheo, do hữu diệt nên sanh diệt có phải không? Hay ở đây nghĩ như thế nào, Bạch Thế Tôn? Do hữu diệt nên sanh diệt, như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy. Do hữu diệt nên sanh diệt. Trước đã nói do thủ diệt nên hữu diệt. Này các tỳ kheo, do thủ diệt nên hữu diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do thủ diệt nên hữu diệt. Như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy. Do thủ diệt nên hữu diệt. Trước đã nói do ái diệt nên thủ diệt. Này các tỳ kheo, do ái diệt nên thủ diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do ái diệt nên thủ diệt. Như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy. Do ái diệt nên thủ diệt. Trước đã nói do thọ diệt nên ái diệt. Này các tỳ kheo, do thọ diệt nên ái diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do thọ diệt nên ái diệt. Như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy. Do thọ diệt nên ái diệt. Trước đã nói do xúc diệt nên thọ diệt. Này các tỳ kheo, do xúc diệt nên thọ diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do xúc diệt nên thọ diệt. Như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy. Do xúc diệt nên thọ diệt. Trước đã nói do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Này các tỳ kheo, do sáu nhập diệt nên xúc diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy. Do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Trước đã nói do sanh sắc diệt sáu nhập diệt. Này các tỳ kheo, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy. Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Trước đã nói do thức diệt nên danh sắc diệt. Này các tỳ kheo, do thức diệt nên danh sắc diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do thức diệt nên danh sắc diệt. Như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Trước đã nói do hành diệt nên thức diệt. Này các tỳ kheo, do hành diệt nên thức diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do hành diệt nên thức diệt. Như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy. Do hành diệt nên thức diệt. Trước đã nói do vô minh diệt nên hành diệt. Này các tỳ kheo, do vô minh diệt nên hành diệt có phải không? Hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do vô minh diệt nên hành diệt. Như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy. Do vô minh diệt nên hành diệt. Tóm lược về diệt. Lành thay, này các tỳ kheo, các ông nói như vậy và ta cũng nói như vậy. Cái này không có nên cái kia không có, cái này diệt nên cái kia diệt. Như vô minh diệt nên hành diệt nên thức diệt nên danh sắc diệt nên sáu nhập diệt nên xúc diệt nên thọ diệt nên ái diệt nên thủ diệt nên hữu diệt nên sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, u não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Những điểm cần nhớ: vô minh duyên hành có nghĩa là do không biết nên hành động tạo tác. Thí dụ, một người tất bật làm nhiều công việc để kiếm tiền, bởi vì không biết cách làm ra tiền nhẹ nhàng hơn. Người đó nghĩ mình làm nhiều việc vì mình biết nhiều thứ kỳ thật. Làm nhiều việc do không biết cái nên làm. Hành duyên thức là từ hành vi thiện ác tạo nên trục thức tái sanh tương ứng. Thí dụ như trồng cây thì ra trái, trong trái có hạt giống để tạo ra cây. Thức duyên danh sắc là thức tái sanh tạo nên sanh loại. Thức tái sanh có năng lực quyết định phần lớn bản sắc của đời sống, mới giống như một hạt cải. Tuy rất nhỏ nhưng chứa đựng đầy đủ hình tướng, mùi vị của cây cải sau này. Danh sắc thiên lục nhập là sanh loại tạo nên đặc tính của các căn
nội các chính phủ có nhiều bộ được thành lập. Nếu các cấp bộ thì tự nhiên phải có những công việc liên đới xảy ra. Xúc duyên thọ là do tiếp xúc với cảnh nên sanh giác. Chính ở đây là mấu chốt chiêu cảm quả nghiệp tốt, xấu. Qua khổ thọ, lạc thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Thọ duyên ái là từ cảm giác khổ thọ, lạc thọ, bất khổ, bất lạc thọ, sanh, ưa thích. Thí dụ như một người không biết uống trà, thì đối với tất cả trà đều dưỡng dưng. Nhưng khi đã có phân biệt tinh tế vị trà, thì sanh có sự trân quý đối với những thứ trà ngon. Ái duyên thủ là có ưa thích thì có bám víu, như một người không biết phân giá trị cây, hoa trong vườn thì không nghĩ đến còn mất. Nhưng một khi có ưa thích hay hiểu được giá trị một loài hoa hay cây ăn trái trong vườn thì bận tâm chăm sóc nhiều. Thủ duyên hữu có nghĩa là do sự bám víu nên thể hiện qua hành động tạo tác, như một người ưa chuộng cái gì đó nên cố gắng đi làm, tạo ra tiền để có được cái mình muốn có. Hữu duyên sanh có nghĩa là từ nghiệp tạo tác, tạo sanh quả ở tương lai. Như một người do lý do này, lý do khác, dời đổi ở chỗ ở, thì dọn đến nơi khác là sự bắt đầu một giai đoạn mới. Sanh duyên lão tử có nghĩa là trong sự sanh đã có yếu tố quyết định thọ mạng, dù chủng loại nào thì cũng có tiền tự lão hóa và chấm dứt bằng cái chết. Đó là bản chất tự nhiên, nên cẩn thận, nên lưu ý vài điểm về giáo lý duyên khởi. Trình bày thì có đầu có đuôi, nhưng thực tế là một xoay dần, không mối ban đầu. Trong bài kinh này, tứ thực, ái và vô minh đều được đề cập, khiến người nghe có thể nghĩ là một trong ba thứ đó là điểm tiên khởi, nhưng kỳ thật không nên hiểu như vậy. Nên chỉ nhìn vào hai khía cạnh bị tạo và trợ tạo, không nhầm trong khung thời gian, có thể từ kiếp này sang kiếp khác như hành duyên thức, hữu duyên sanh, có thể từ đầu đến cuối kiếp sống như sanh duyên lão tử, có thể không nằm trong ý thức niệm thời gian như danh sách duyên lục nhập, chữ diệt, lý rô thá, như trong câu vô minh diệt nên hành diệt nên thức diệt. Nên được hiểu là cái này không có thì cái kia không có, chứ không phải diệt là cái đang có bị đoạn tận. Bản kinh tụng sau đây có thể dùng là một tóm tắt cho giáo lý duyên khởi. Bởi không tường diệu đế, hữu tình tạo nghiệp duyên, chính vô minh nguồn cội là nhân tạo nên hành, từ hành vi thiện ác, gieo trùng thúc tái sanh, như vậy do chính hành, khiết tâm thức, tập khởi, thức chủng tử đầu đời, tạo hiện hữu thân tâm. Bởi do ý nghĩa này, gọi thức duyên sanh danh sắc, vật chất và tâm thức, biến hiện sáu giác quan, như vậy do danh sắc đột nhập được hiện thành, sáu giác quan năng động, tiếp xúc sáu cảnh trần, như vậy do lục nhập hiện tượng xúc khởi sanh, sáu căn gặp sáu cảnh, khổ lạc xả phát sanh, như vậy do duyên xúc cảm thọ được tạo thành, khổ lạc u hỷ xả, nhân sanh mọi chấp trước, vật dạy chính và cảm thọ, duyên tạo nên ái dục, tham muốn nên dính mắt, dục lạc cột mê tâm, nên gọi nhân ái dục là duyên sanh chấp thủ. Khi tâm trần hệ lụy, biến hiện muôn sở hành, như vậy do duyên thủ tác động hữu khởi sanh, có tạo tác có quả, có chủng tử luân hồi, như vậy do duyên hữu sanh quả được hiện hành, có thân hạn phải già, có sanh ắt có diệt. Chính do ý nghĩa này gọi sanh duyên lão tử, cũng chính do duyên sanh sầu bi khổ u não, toàn bộ khổ u này được hiện thành tập khởi. Không vô minh không hành, không hành thời không thức, không thức không danh sắc, không danh sắc không lục nhập, không lục nhập không xúc, không xúc không cảm thọ, không cảm thọ không ái, không ái dục không thủ, không chấp thủ không hữu, không hữu thời không sanh, không sanh không lão tử, sầu bi khổ u não, toàn bộ khổ u này không hình thành tập khởi. Nam mô Bức Khai Giá. Chúng con kính thỉnh thường tập pháp tân giảng giải.
Cảm ơn cô Thanh Thủy. Xin sám hối với trường tổ Pháp Tân và chư tổ đức, cũng như xin lỗi đại chúng là đó vừa rồi là một đề tài rất lớn và rất là quan trọng. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta chỉ còn có 5 phút và bảo rằng thính trường tổ Pháp Tân thì thật khổ sở cho trường tổ Pháp Tân phải giảng một đề tài rộng như vậy trong thời gian rất là ngắn. Thưa quý vị, chúng tôi đề nghị là chúng ta sẽ thỉnh Thượng tọa Hóa Tân giảng đề tài này vào ngày mai. Ngày mai cũng là ngày giảng của Thượng tọa Hóa Tân, chỉ riêng phân đoạn này thôi. Thưa quý vị, quan niệm về thường kiến nó có một cái liên hệ rất là mật thiết với ngã chấp. Ngã chấp về tôi, về của tôi, về tự ngã của tôi. Và ngã chấp là một ở trong những kiến chấp mà có thể nói rằng rất là có một ảnh hưởng lớn đến đời sống của chúng ta. Vì vậy, tại sao Đức Phật Ngài dạy chúng ta quán về vô thường là để chúng ta tháo gỡ bỏ cái kiến chấp về cái thường hằng bất biến, dù là vật chất hay tâm thức. Và khi thấy được pháp vô thường, giảm thiểu được cái ngã chấp, thì thưa quý vị, chúng ta dần dà chấp nhận được sự tự nhiên của cuộc sống. Hầu như đời sống của chúng ta xây dựng chung quanh cái gì thường tồn. Mình mua một cái máy, mà nếu mà mình nghĩ rằng mình chỉ mua chừng đó tiền và chỉ xài được vài ba ngày thì chúng ta không mua đâu. Đôi khi chúng ta nghĩ là ở rất lâu. Đời ở kiếp có những người họ mua một cái điện thoại chẳng hạn, họ nghĩ phải xài rất lâu, nhưng mà khi chỉ một năm sau là nó đã lỗi thời. Cái thân này chúng ta cũng chăm sóc nó rất nhiều, bởi vì chúng ta nghĩ rằng nó trường cửu. Nhưng mà rồi mặc dù chúng ta có chỉnh sửa như giải phẫu thẩm mỹ cho nó đẹp, thì nó chỉ chịu đựng vài ba năm, rồi vài ba năm sau nó lại biến tướng biến dạng đi, thì kể ra cũng rất là buồn. Cuộc sống nó vốn là như vậy. Nhưng mà chúng tôi nhắc quý Phật tử đúng một điều mà chúng ta phải để ý đó, là cái gọi là trường cửu, thường hằng bất biến của linh hồn mới nghe thì không có tai hại gì hết, nhưng mà kỳ thật nó ảnh hưởng ba điểm rất là quan trọng. Thứ nhất là nó liên quan đến ngã chấp, và sự chấp ngã đó nó lại dẫn đến một cái tai hại rất lớn trong cuộc sống. Và điều thứ hai là cái chuyện thường kiến đó, thưa quý vị, khiến cho chúng ta không có hiểu giáo lý duyên khởi hay là giáo lý về duyên hệ, duyên sinh và duyên hệ, cả hai giáo lý đó. Cứ tưởng tượng như vậy là nếu một người sống trong xã hội mà nghĩ rằng mình chỉ cần sống một mình, chẳng cần ai hết, và không cần đến láng giềng, không cần đến các cơ quan công quyền, không cần đến bạn bè, không cha mẹ anh em, tôi lớn rồi tôi sống một mình được. Nhưng mà kỳ thật những người nghĩ như vậy đó là cái nhìn rất là tai hại. Chúng tôi kể quý vị nghe câu chuyện rất là cụ thể, là ở trong tôn giáo và đặc biệt các tông phái đó, người ta hay có cái chuyện người ta đã phá với nhau cái rất kịch liệt, và tông phái này đã phá cái tông phái kia, và nhiều khi đã phá không thương tiếc. Nhưng mà chúng tôi thưa như vậy là bản thân cá nhân của chúng tôi đó, thì chúng tôi rất là cảm kích cái nỗ lực của các ngôi chùa, dù là ngôi chùa đó của Bắc Tông hay của Nam Tông. Chúng tôi lấy ví dụ là đa số Phật tử đi chùa Pháp Luân là họ vốn có cái căn bản về niềm tin được đào tạo bởi các chùa Bắc Tông. Nếu họ không có căn bản thì họ không đến chùa Pháp Luân để họ cúng dường. Và khi mở cửa chùa ra cho những người Phật tử vào cúng dường đó, thì thưa quý vị, chúng tôi không có thể nói là những người Phật tử của Phật tử Nam Tông. Mình hiểu như vậy là hiểu sai. Và nếu nói như vậy đó thì chúng ta cũng nên có cảm kích. Hay là bây giờ mình nói rằng những người Thiên Chúa giáo đôi khi Phật giáo ghét đi, nhưng mà nếu mà không có Thiên Chúa giáo thì không có nền văn minh Tây Phương. Nếu không có Thiên Chúa giáo mà những người này lớn trên nền văn hóa cộng sản, văn hóa vô thần, thì càng tệ hơn nữa. Chúng tôi đã đến với nền văn hóa Tây Phương mà hiểu rằng họ thấm nhuần cái nền văn hóa Kitô giáo, thì ở đó cho những con người rất là đẹp. Nhờ như vậy chúng ta có thể tiếp xúc với họ. Tại khi mà mình hiểu
cái giáo lý duyên khởi duyên sinh đó, thì mình hiểu rằng ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, cho dù là mình khác tôn giáo, cho dù là mình khác chùa, cho dù mình khác tông phái đi nữa, nhưng mà nó nhờ cái này nhờ cái khác. Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi lập một ngôi chùa mà ở chung quanh không có quý Phật tử Bắc Tông mà chúng tôi sống được hết. Chúng tôi không bao giờ nghĩ như vậy, và không nghĩ là, tại vì cái thái độ mà cực đoan, cái thái độ mà muốn dẹp bỏ, muốn loại trừ người khác, cái chuyện đó rất là tai hại. Chúng ta sống trong một cái cộng đồng dân tộc, nhất là như một xã hội Hoa Kỳ là xã hội đa văn hóa, đa chủng tộc, thì cái thái độ nghĩ rằng chỉ có một cái sắc dân hay một thành phần phải là tối thượng, phải là tuyệt đối, cái đó rất là sai. Mà chúng ta không thể loại bỏ nhóm này nhóm khác, tại vì tất cả mọi người đều cần có nhau sống như cuộc đời này. Và trong cuộc sống hàng ngày, thưa quý vị, ngay cả ông cha bà mẹ, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại rất là già yếu, nhưng mà còn giữ được một cái gì rất là quan trọng. Chúng tôi thấm thía cái chuyện này rất là nhiều là khi ở gần Hòa Thượng Hữu Giác, những năm tháng cuối đời của Hòa Thượng yếu, nhưng mà trong thời gian Hòa Thượng yếu vào một chỗ, nhưng mà có Hòa Thượng đi nữa đó, thì nó lại lôi kéo anh em huynh đệ lại với nhau. Khi Hòa Thượng nằm xuống rồi thì nó rã đám. Rã đám nghĩa là chẳng ai cần ai hết. Thì điều đó đó nhắc cho chúng ta thấy một điều rằng mình sống và mình hiểu giáo lý duyên khởi đó, thì mình sẽ hiểu rằng ở trong cuộc đời này nó có những cái trợ duyên, có những cái trợ tạo, có những cái trợ lực mà đa phần chúng ta không thấy. Chúng ta quá tự thị, chúng ta quá cao ngạo, và chúng ta quá mù quáng, quá cực đoan khi mình nghĩ rằng tôi sống không có cần cái ai hết. Bây giờ quý vị tưởng tượng như là rung Phật Pháp Buddha Dhamma chúng ta duy trì bao nhiêu năm qua, mà bảo rằng có một người có thể làm được, không có đâu. Không có đâu. Không có vị nào có khả năng mà duy trì được ngày của người khác nếu không có cái sự góp phần của chư vị giảng sư, nhiều vị của quý Phật tử. Thấy như vậy chứ, thật ra rất là quan trọng. Chúng tôi thưa quý Phật tử rằng nếu mà trong rung này mà không có chư tăng thật sự chúng tôi rất là vất vả, và có thể không có kéo dài nhiều năm được, tại vì có những lúc mình bận rồi phải bỏ thôi. Do đó khi mà một người mà chấp thường, tức là chấp là mọi thứ không thay đổi, thì cái mọi thứ không phải chấp là linh hồn không thay đổi, tức là không chấp nhận có sự chuyển hóa, có sự thay đổi. Mà không có sự chuyển hóa thì mình tu để làm gì? Tu là sự chuyển hóa. Và chấp về thường kiến, có nghĩa là quên đi cái giáo lý duyên sinh, duyên khởi, là các pháp nó sanh ra, nó tồn tại do nhiều nhân nhiều duyên. Và hiểu được điều này đó, chúng ta có cái nhìn ôn hòa hơn, dung dị hơn, chấp nhận hơn, phải chăng hơn, và biết điều hơn. Còn nếu không thì thưa quý vị, chúng ta sẽ rơi vào trong trường hợp rất là biên kiến, rất là cực đoan, và sống cuộc sống gọi là không ai cần ai hết. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Xin chư vị MC Khoan Hỷ ghi nhớ rằng ngày mai này, trong ngày giảng Bảo Tân, chúng ta sẽ tập trung vào đoạn mà cô Thanh Thủy vừa đọc. Chúng ta sẽ đọc lại đoạn đó và thỉnh cho học Bảo Tân giảng về giáo lý duyên khởi, một cái giáo lý rất là quan trọng. Chọn em thật chỉ giảng độ 169 mà thôi. Xin được kết thúc sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma, kính trưng chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng đại lễ quý ngài. Xin chào toàn thể quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Con sa thú lành thai, con Thanh Thủy thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành,
Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Trung Phật Pháp Bụt Tha Tham Má xin được phép tấm cơm trong vài giây tới. Chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ.